lại một năm 2023 với những nỗ lực của toàn ngành, những quyết sách đúng đắn kịp thời của Đảng và Chính phủ, ngành du lịch đã có những khởi sắc tốt đẹp. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét trên bản đồ thế giới. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Tuy vẫn còn những hạn chế cần phải nỗ lực rất nhiều, nhưng những điểm sáng của năm 2023 sẽ giúp ngành thêm tự tin, phấn đấu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển trong năm 2024. Theo dữ liệu Cục Du lịch Quốc gia mới công bố vào tháng 12 năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế năm nay ước đạt 12,5 triệu lượt, vượt xa con số đặt ra hồi đầu năm là 8 triệu lượt. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt, vượt 5,8% so với kế hoạch đầu năm. Tổng thu du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch và bằng 93% so với năm 2019. Ngoài những con số thể hiện sự tăng trưởng tích cực, thì năm 2023, ngành du lịch cũng gặt hái nhiều thành tựu khác. Điểm sáng thứ nhất thể hiện cái sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Quốc hội đối với việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Cụ thể, đấy là Quốc hội cũng đã thông qua cái luật xuất nhập cảnh sửa đổi. Trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó có các đối tượng khách du lịch. Cái thứ hai là thông qua các cái hội nghị toàn quốc về du lịch do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, thì Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết số 82 ngày 15 tháng 8 năm 2023, ban hành những cái văn bản, các cái định hướng mới cho ngành du lịch. Ví dụ như là cái chiến lược marketing du lịch, ví dụ như là mô hình một số sản phẩm du lịch đêm, cái sự thành công của năm du lịch quốc gia năm 2023 được tổ chức tại Bình Thuận với cái chủ đề là hội tụ du lịch xanh, cũng là một cái điểm nhấn rất là quan trọng để mà tạo nên sức hút hấp dẫn đối với một điểm đến mới tại Bình Thuận. Và trên cơ sở đó nó tạo nên sức lan tỏa đối với các cái điểm đến mới, điểm đến khác trên phạm vi toàn quốc. Một trong những điểm sáng thể hiện sự quan tâm, lãnh chỉ đạo một cách sâu sát và kịp thời của Đảng và Chính phủ dành cho ngành du lịch, đó là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 82 ngày 18 tháng 5 năm 2023 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững. Trước thực tế còn nhiều rào cản đối với sự bứt tốc của ngành du lịch, Nghị quyết 82 được ban hành với yêu cầu các bộ ngành đồng loạt triển khai các giải pháp cụ thể. Căn cứ vào những cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết 82 của Chính phủ mới ban hành, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng đã đặt ra cho mình một số những cái nhiệm vụ trọng tâm chính. Thứ nhất là đối với lại cái công tác tổ chức và phát triển hội viên, thì Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như là Hiệp hội Du lịch các địa phương và các liên chi hội chuyên ngành triển khai một cách có hiệu quả và cụ thể cái kế hoạch hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam để thực hiện cái Nghị quyết 82 của Chính phủ. Cái Nghị quyết 82 thì cộng đồng doanh nghiệp hết sức phấn khởi. Đây là một trong những cái nghị quyết mà cụ thể hóa cái chủ trương phát triển du lịch thành một trong những cái trụ cột, thành một trong những mũi nhọn, và Đà Nẵng triển khai hàng loạt các cái kế hoạch hành động cho cái nghị quyết này bằng cái việc là phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xúc tiến của địa phương, thiết kế định hướng hình thành cái hệ sinh thái sản phẩm mới phù hợp với cái cấu trúc ngành đã thay đổi cơ bản sau cái đại dịch. Hiện nghị quyết 82 của Thủ tướng Chính phủ tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch, và trong đấy xuyên suốt thì chúng tôi có nhấn mạnh là đó là trong từ nay đến năm 2025 thì sẽ xây dựng 3 mô hình du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm, đa trải nghiệm ở tại các làng văn hóa du lịch như là thôn Khun của huyện Quang Bình, là thôn Tha của thành phố Hà Giang và Nậm Đâm của huyện Quản Bạ. Năm 2023 không thể không nhắc đến điểm sáng nhất của du lịch Việt Nam, đó chính là chính sách visa. Chính phủ đã hỗ trợ ngành du lịch bằng cách cấp visa điện tử cho công dân các nước, các vùng lãnh thổ. Thời hạn visa điện tử được nâng lên từ 30 lên 90 ngày, với số lần nhập xuất cảnh không giới hạn từ ngày 15 tháng 8. Công dân của nước mà Việt Nam đơn phương miễn thị thực được tăng thời gian tạm trú từ 15 lên 45 ngày, được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Chính sách visa theo đề xuất của Chính phủ và cũng đã được Quốc hội phê chuẩn
thì nó sẽ là một tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc là thu hút khách quốc tế đến Việt Nam theo những cái xu hướng của thời đại mới với cả cái sự phát triển của công nghệ 4.0 thì hoàn toàn là chúng ta có thể mở rộng được hơn. Thứ nhất là về visa điện tử áp dụng cho toàn bộ các nước. Thứ hai là việc là quản lý cái nhân thân của khách. Cái tăng khách hay không nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Visa chỉ là một yếu tố quan trọng mở đầu thôi. Như là một lời mời người ta đến với Việt Nam. Người ta đến, người ta thưởng thức cái gì, người ta vui vẻ ra làm sao, rồi người ta có cảm thấy thích thú không, có chi nhiều tiền không, có ở nhiều ngày không. Đó mới là cái mục tiêu thật của ngành du lịch. Vì bản thân ngành du lịch một mình cũng không thể làm được. Du lịch có rất nhiều ngành liên quan đến du lịch. Thì đây là cái cộng đồng của các ngành cùng tham gia với du lịch để khai thác tốt nhất những cái lợi thế mà chính sách mới ban hành của Chính phủ và của Quốc hội. Tuy nhiên, dù lượng khách nội địa vượt năm 2022, nhưng số khách đi tour giảm mạnh do kinh tế suy thoái trên toàn cầu. Các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực du lịch gặp khó khăn do lượng khách tour giảm mạnh. Khách đi theo hình thức tự túc hoặc mua một phần tour như combo phòng và khách sạn. Chi tiêu dành cho du lịch cũng tiết kiệm hơn. Cái xu hướng của khách hàng thay đổi thì cái người cung cấp dịch vụ cũng phải nắm bắt được cái xu hướng của khách hàng để mà mình thay đổi lại cái dịch vụ của mình để phù hợp được cho họ. Mình phải làm mới mình thôi. Những cái doanh nghiệp mà họ có sản phẩm dịch vụ thì họ phải chấp nhận là họ làm mới họ và họ phải thay đổi làm sao đấy để đạt được đúng cái tiêu chí mà khách hàng người ta mong muốn. Năm 2023, công tác xây dựng văn bản quản lý nhà nước được xác định là một trong những trọng tâm triển khai trong giai đoạn phục hồi. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tiếp tục được tham mưu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành. Công tác xúc tiến, quảng bá được tập trung đẩy mạnh. Công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh những kết quả tích cực, năm 2023, hoạt động du lịch vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số quy định tại luật du lịch và các văn bản hướng dẫn về kinh doanh lữ hành, vận chuyển, hướng dẫn viên không còn phù hợp với thực tiễn. Thiếu cơ chế thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch chất lượng cao. Doanh nghiệp trong ngành nhìn chung có quy mô nhỏ và vừa, khả năng cạnh tranh trong khu vực còn hạn chế. Đáng chú ý, vẫn còn hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Nhấn mạnh vào phương hướng, nhiệm vụ cho ngành du lịch năm 2024, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết. Bước vào năm 2024 thì chúng ta cũng có gặp phải rất là nhiều các cái khó khăn, thách thức và cũng có những cái cơ hội nó đan xen nhau. Tuy nhiên, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như sự hỗ trợ đồng hành của các bộ ngành trong việc ban hành những cái cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi từ năm 2023 thì năm 2024 sẽ là một năm mà ngành du lịch sẽ phải quyết tâm cố gắng phấn đấu để đẩy nhanh cái công việc phục hồi cũng như là tăng tốc phát triển du lịch theo tinh thần nghị quyết số 82 của Chính phủ. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đang tham mưu đề xuất về cái mục tiêu về khách chỉ tiêu khách du lịch của năm 2024 chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu đón được từ 17 đến 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Và bên cạnh đó thì phục vụ khoảng 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Và tổng thu về từ hoạt động du lịch ước sẽ đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Thì đây là một cái mục tiêu chúng tôi cho rằng là cũng rất tham vọng, nhưng cũng tạo nên một cái động lực và cũng sự nêu cao cái sự quyết tâm của toàn ngành du lịch. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta bắt đầu lúc nào cũng không muộn. Và bây giờ bắt đầu từ xây dựng sản phẩm mới, đào tạo lại nguồn nhân lực cho nó phù hợp. Thế rồi xúc tiến ở những thị trường mà chúng ta chọn lựa. Thế thì với cái sự quyết tâm cao của Chính phủ và với sự quyết tâm của những người làm du lịch thì tôi tin là du lịch sẽ sớm trở lại cái thời kỳ hoàng kim của mình. Cùng với các giải pháp mà Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, các địa phương, sở ngành cũng cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy những lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư du lịch, tiếp tục nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, nâng cao chất lượng công tác hoạch định chính sách, đổi mới tư duy về quản lý và phát triển du lịch. Tuy vẫn còn những hạn chế mà ngành cần nhìn thẳng để đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển trong năm 2024, hy vọng bằng những kế hoạch, giải pháp đồng bộ và thiết thực, ngành du lịch sẽ thực sự bứt tốc, phấn đấu là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.